Có chip, có chip đây. Đi ăn được cái đấy, phải tay sống ăn được. Nếu để xúc ra bị chịt dậy sao? Bi rất đói mọi người. Bi dậy sớm, Bi rất là đói. Ngồi sớm mà sớm. Ra ghế ngồi nữa. Ra ghế ngồi đi. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi ghế, ngồi ghế, ngồi ghế. Chưa ăn được đâu. Đi. Mình đi học nhá. Nào, chơi chín, đi sang đây. Sang đây. Đi. Ghế, xin người làm gì? Tại nó đó.
đứng vào đấy. À, ngồi ghế, là ghế ngồi, ngồi ghế ngồi đi. Ngồi lên, ngồi lên đây. Rồi, mình cho lên nướng lên đi. Chả nướng nhá. Rồi, đi ngồi ra ghế đi, ra ghế, ra ghế ngồi đi. Nhiều. Nói biết đấy. Được rồi. Hả? Con lấy gì chứ? Mẹ làm bò bít tết.
cảm ơn em. Ta đi lấy bình mì đi con, bình mì đồ tủ á. Đi ngồi đây, đi ngồi đây, đi ngồi đây, đi tìm nóng đó. Nóng đó. Hả? Không, bánh ấy con ăn con chơi vào đấy. Mà lấy nhá. Mà lấy thịt bò sú cay nhá. Thịt tây, thịt tây. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tha thế đấy. Đi đi. Mà cắt thịt bò nhá. Bỏ nó đi xuống ăn chịu ăn nè. Nó đi ra đi không biết tính. Rồi biết rồi, biết rồi. Đang ngồi đấy thì ba cắt cho Bi ăn. Đi muốn ăn trước đúng không? Đấy, để ba lấy cái gì miếng. Rồi, Bibi đây. Cái nước nóng nó như nha, kia con ăn. Rồi, biết rồi. Này, xuống các con miếng. Chờ một tí nhá. Để đi cho nóng nào, để đi cho nóng nào. Rồi. Cho nóng nào. Nâng nóng. Bên này, biết rồi, nâng nóng. Đây. Bên này, Bibi cũng sợ. Cậu Bi đây này, cậu Bi này á. Cái mà trong nguội đó. Đây quả chip. Quả chip đây. Đây, các bạn lấy chip. Bi ngồi đây. Nào, Bi ngồi đây nào. Bi, để đụng một.
thấy chít nè. Rồi đi tới thương. Rồi cô chịu bếp ăn đi. Ngon không? Để thêm sữa cho con nữa mà. Ờ sữa được 3 lần. Rồi hai con ăn mì rồi. Rồi đi ra đi từ từ nữa. Đấy đi đấy. Đang nóng. Nóng á. Biến đi, biến đi, biến đi. Đúng rồi đấy. Biến đi, biến đi. Thì ăn thế thôi, thì ăn hết mất đĩa đây rồi. Bao ngon lắm. Bà úp lắm. Anh đi ăn uống xong rồi này. Rồi thế thôi. Đấy rồi. Con đi lại vào đi chơi. Các chú ăn nhanh em đi ăn xong rồi kìa. Nhanh lên.